A few moments later. Lướt Facebook tí. Chán đi. Chưa đi luôn. Two hours later. Yes. Cool. Bây giờ. A few moments later. Ừ.
Lan Hiền. Chị mẹ Thanh thoải mái. Chị mẹ con thương luôn mày. Hãy thành chị đến bắt mắm. Quá đi. Này quá lắm. Ăn được không? Không biết cơm bố em. Ừ thôi em ăn thôi mẹ. Thôi. Thôi mà bố. Bố cắn. Bố cơm. Nghe nó ngoan hết trên cả rồi. Một khẩu trang. Đeo khẩu trang đúng cách. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đeo ở nơi công cộng. 2. Khử khuẩn. Thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn hay xà bông. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ bằng các dung dịch tẩy rửa hàng ngày. Giữ cho nhà cửa luôn thoáng mát, sạch sẽ. Phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà ở, nơi dân cư và nơi công cộng. 3. Khai báo y tế. Đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Khai báo y tế điện tử bằng điện thoại di động, sử dụng mã quét RQ code hay cài đặt các phần mềm như Bluezone, vân vân. 4. Khoảng cách. Giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang nếu phải tiếp xúc. Năm, không tụ tập. Hạn chế đến chỗ đông người, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Vì sức khỏe của tôi, của bạn và sức khỏe của cộng đồng,